Dạ chào võ sư. Bữa nay là ngày đầu tiên mà sao đi trễ quá vậy? Chị sớm lắm mà kẹt có chút việc trễ xíu. Mốt đường gì nữa nha. Dạ. Thôi làm nóng đi, bắt đầu tập luyện. Dạ làm nóng hả? Ừ. Dạ làm nóng. Nóng chưa? Dạ. Dạ nóng rồi đó. Trời ơi. Thấy võ sư múa cái bắt trước mình làm không có đẹp và bằng. Dạ. Dạ võ sư học võ rồi bao lâu rồi võ sư? Cũng 40 năm rồi. 40 năm rồi. Ừ. Dạ năm nay võ sư nhiêu tuổi võ sư? 53. 13 tuổi học võ rồi. Ừ. Hồi nhỏ tôi ốm yếu lắm. Dạ. Cha tôi kêu tôi đi học võ để cho khỏe thôi. Trời. Mà học riết rồi của tôi mê cái môn này luôn. Dạ. Võ sư cũng học lâu quá rồi ha. Ừ. Rồi võ sư có đi tranh giải rồi có đoạt giải thưởng gì không võ sư? Cái này thì khỏi nói. Dạ. Tôi là thắng bao nhiêu giải rồi. Trong nhà cúp. Vậy hả? Ừ. Được, trong gia đình của võ sư có ai theo nghiệp võ không? Có. Ồ. Con gái tôi là võ sư luôn. Vậy hả? Ừ. Trời ơi thích quá. Tôi muốn học võ giống như võ sư vậy đó. Được. Chỉ cần là anh chịu khó kiên nhẫn chút là được. Kiên nhẫn. Võ sư học mà 13 tuổi tới giờ. Còn tôi giờ là 50 mấy rồi. Không lẽ tôi học riết trở thành 13 tuổi hả? Không ngược hả? Không có đâu. Dạ. Học võ không có phân biệt tuổi tác. Dạ. Chỉ cần là mình có lòng nhẫn nại không thôi. Ồ, có nghĩa là không phân biệt tuổi tác. Vậy con tôi học được không? Được chứ. Vậy hả? À, sao không kêu nó qua đây học luôn? Dạ thì tôi hỏi trước, tôi qua đây tôi thử trước, nếu được rồi tôi hỏi thăm võ sư, đồng ý tôi về dẫn con tôi qua học liền đó. Đừng có chờ lâu như vậy, cứ dẫn nó qua đi. Dạ. Tôi dạy miễn phí một tháng. Trời đất ơi. Mình là hàng xóm mà. Trời tốt quá. Dạ dạ. Ừ, dạ. Lúc trước rồi nó không có chịu học đó. Ừ. Lúc trước tôi kêu nó đi học võ, đi học chung với ba luôn. Ừ. Cái nó không chịu. Rồi sau này nó vô cái bạn nó ăn hiếp nó quá. À. Bạn trong lớp đó. Bây giờ nó chịu học rồi đó. Nó dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ 10 tuổi. À, dạ. Thì được. Dạ 10 tuổi rồi học được hả võ sư? Dạ, dạ sư phụ. À, ủa? Con. Đây là học trò của tôi đó. Dạ, học trò thôi hả? Ừ. Anh kêu nó sư huynh đi. Dạ. Ủa, trời ơi. Trời ơi, nó nhỏ hơn tôi kêu nó sư huynh gì võ sư. Dạ. Theo cái luật của võ học á, ai vô trước thì nó làm anh. Hiểu chưa? Dạ thì đồng ý rồi. Nhưng mà nó nhỏ quá, nó tuổi nó đáng con tôi. Tôi kêu nó bằng sư huynh kỳ quá. Nhưng mà nó tên gì thì anh kêu nó là tên đó chứ. Ủa nó tên gì? Dạ con tên là Trương Sư Huynh. Trời ơi. Ba má mà khéo đặt tên mày quá ha. Tên anh ta không. Bác biết sư phụ có tên là gì không? Tên gì? Dạ. Ông ta họ Bành. Tên là sư phụ. Ồ, Bành sư phụ, Trương sư huynh. Ủa, tôi lớn nhất, tên tôi nhỏ nhất hả? Ủa, tên gì? Lê Học Sinh. Trời ơi, vậy là hạp lắm rồi. Dạ, hạp sao thầy? Ba tên này mà ráp lại là sư, cái võ đường này sẽ nổi tiếng. Vậy sao? Ồ, phụ huynh, học sinh. Phụ huynh, học sinh. Hay quá ha thầy ha. Ừ. Dạ, rồi bây giờ kêu nó sư huynh hả? Đúng rồi. Sao tôi ngại quá, tôi thấy nó nhỏ quá, tôi kêu sư huynh nó kỳ quá. Đừng có thấy cái nhỏ mà khi dễ nghe chưa, nó là giỏi võ lắm đó. Giỏi võ hả? Ừ. Tôi không tin à, nhỏ quá. Không tin chứ gì? Dạ. Được, con ở đây con. Dạ. Bây giờ như vậy. Dạ. Bây giờ hai người sẽ tỉ thí, nếu mà ai thắng thì người đó sẽ làm sư huynh, chịu không? Dạ thôi, thì... vậy con xin con làm em. Tại sao? Dạ tại chú này lớn hơn. Ừ. Với lại chú này là ba của bạn con nữa. Mốt mà con qua nhà bạn con chơi á, cái chú này phải kêu con bằng anh sao? Ủa? Con bạn Hiếu hả? Dạ. Có học chung nó không? Dạ có. Ủa vậy sao học chung với thằng Hiếu mà để thằng Hiếu nó bị ăn hiếp quá mà con không binh nó con? Dạ tại bạn nó nhát lắm chú ơi. Ừ nó giống tao. Ừ. Đâu có. Hồi đó tôi dạng lắm à. Ở đó không ai dễ ăn hiếp tôi đâu. Hồi đó tôi ngon lành lắm đó chứ. Trời ơi tôi đó tôi ngon lắm. Bây giờ mới học võ nè. Thôi được rồi. Nếu mà anh nói anh ngon lành thì bây giờ cứ theo cái luật của tôi. Ai thắng người đó làm sư huynh. Được chưa? Tỉ thí võ với nó hả? Đúng. Ôi trời dư sức quá cậu. Ừ. Bắt đầu. Dạ sao đây? Đứng vô. Bây giờ á tôi phải dạy anh cái đồ bài học đầu tiên. Dạ. Là cái phản xạ. Phản xạ? Bồn phản xạ nghĩa là sao? Là sao thầy? Khi mà đối thủ đánh mình, mình nghĩ là nhân nhẹ né trách đối phương. Nhưng không được di chuyển bằng chân. Phản xạ bằng cái hình thôi đó à, tôi được. Hay cái này hay.
Rồi chưa? Chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn bị em. Bắt đầu. Bắt tránh. Trời ơi, chú quýnh mạnh dữ hả? Dạ. Tôi không có cho tôi di chuyển chân mà tôi đang dội mấy chân mà quýnh liền lên sao tôi chịu nổi. Quýnh vừa vừa, quýnh mạnh quá à. Vừa vừa đó nghe. Từ vậy con. Dạ. Từ từ, nghe đây là... Đau á. Đây là mới, còn con là cũ rồi nghe. Dạ. Bây giờ, làm lại. Dạ. Nè, bất chạy vậy. Ủa, sao chú chửi con? Không chửi sao được. Thầy nói làm sao? Thầy nói là phải có chữ bắt đầu rồi mới quánh. Ừ. Mới có chữ làm lại mà quất hai cái rồi biết đường nào đỡ. Sao lẹ quá vậy dạ, con? Tại sư phụ kêu con làm lại. Được rồi, thôi giờ bắt đầu làm lại. Thôi, khỏi ăn cơm luôn à. Nó quánh hư ba tử luôn rồi nè. Chưa cho mới cho đứa bước vô nó quánh bịch bịch lên tôi chịu gì nổi. Nó... Thôi được rồi. Cái rượu thuốc ra thoa cho bác đi nha. Dạ. Chưa học mà. Chưa nào tôi học đi. Chứ không phải là tôi thua nó đâu. Biết phải không? Bây giờ nó học trước tôi rồi. Thì bây giờ trời ơi, đây làm cái gì mà than ngắn thở dài vậy trời. Vui cũng chết luôn quỷ hả? Trời ơi, chào trai đẹp với chào trai già. Đây ai đẹp ai già? Suy nghĩ đi. Suy nghĩ đi, nhìn sao mà hai người này mà đẹp. Hai người đều là trai già hết. Tôi tàu trai đẹp là cái thằng mới vô nãy đó. Trời ơi. Rồi thằng tin khác xuống rồi. Sao cô vô đây làm cái gì? Những gì? Nói chuyện con nào hả? Tôi hỏi cô đó, vô đây làm cái gì? Giả chạc mặt giờ nói cái cô gì? Hả? Nhìn cái tướng gì nó cô hả? Có thấy đàn bà nào có râu không? À. Tôi không phải là cô nghe chưa? Tôi là BD. Chừng nào mà tôi làm xong cái này rồi đó, 2000 đập lên tới mặt tôi rồi thì kêu tôi cô, tôi đồng ý. Rồi. Vậy ở đây thì... nghe nói là giả võ phải không? Bộ không thấy cái bảng treo trước cửa hay sao? Bảng trước cửa nó đầy mì gõ má. Thấy chữ mì gõ mới vô đây đó. Cái đó là ở kế bên cái vỏ đường thôi. Kế bên đúng rồi. Tôi để các bạn kế bên cái mì gõ. Vỏ đường đâu mà treo các bạn để cho mì gõ nó che hết trơn bản không bằng con tem á. 3-4 vậy nè. Không phải, ở bên kia người ta để là mì gõ cái dưới chút xíu mới để cái lò vỏ. Vậy hả? Mì gõ với lò vỏ hả? Trời ơi, ai biết đâu thấy chứ. Bận đồ và biết là võ sư phải không? Còn này nè, mì gõ nè phải không? Ra làm tô đi, không hành không giá. Bậy. Tôi là võ sinh, học sinh á. Gì ba? Xưa giờ tôi nghe có học sinh, chứ làm như có võ sinh là cái giống gì? Võ sinh là học võ, còn học sinh là tên tôi. Trời ơi. Tên gì? Học sinh. Đó, tên học sinh á hả? Ừ. Đây đây tên gì? Bành sư phụ. Mô Phật. Trời ơi, bên sư phụ mình học sinh vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, hai người mà ráp lại là dưới cơ tôi luôn á nghe. Cái gì? Biết tôi tên gì không? Tên gì? Quỳnh Sư Tổ. Trời ơi. Đây. Sư Tổ. Trời, bữa nay tôi gặp tên dữ không á. Bây giờ vô đây muốn học võ phải không? Không. Không học võ vô đây làm cái gì? Thấy cái bảng mì gõ để bụng vô đinh ăn nè ông nội. Thôi mà kệ đi, vô thấy vui quá học đi. Dạy liền đi. Dạy liền đi, tôi học nè. Không có dạy liền được. Sao vậy? Bữa nay đăng ký, ngày mai mới học được. Ôi cha, vô duyên quá tôi cái muốn luật học. Người ta như vậy. Đừng có cãi. Đi qua cái bàn kia, đăng ký học đi. Thấy thằng nhỏ hồi đó không? Thư ký đó. Cái con Trương Sư Mùi đó hả? Ừ. Sao nó nhỏ xíu à? Ở đây tôi đào tạo mầm non không à. Trời đất không ơi. Muốn, không xíu gì mà làm thư ký đó hả? Ừ. Trời ơi, qua đóng tiền mới học được phải không? Ừ. Quỷ hà, đi đóng tiền nghe không? Đóng xong dạy liền đó. Gặp bà bấm này mệt quá. Phải vậy tôi nói. Ai mới nói gì vậy? Ai mới nói gì vậy? Mới nghe rõ ràng cái câu gì? Mới nghe rõ ràng. Cái gì? Thầy. Tại sao nói câu đó? Thầy. Nói cái gì? Hả? À, nói cho nghe nè. Bột bóng không mà được học võ. Học võ là để chống bóng. Biết không? Là để mây anh lên. Biết không? Hiểu không? Lạng quạng thả chó cắn giờ. Tin không? Quất ông luôn á. Vậy mà không chịu là bóng. Nó nhỏ nhỏ. À. Thì nó lớn nó nghe nó review lại. Mệt lắm. Vậy mà không chịu là bóng. Dạ. Mà tại sao thầy biểu nó đăng ký rồi thầy nhận nó hả? Đâu có sao. Cái bao cát tôi cũng cũ rồi. Em muốn mà yếu quá đó. Treo nó lên là bao cát đánh đỡ. Để mình thi nha, mình đánh nó. Thầy hay quá. Con được quá. À, con. Trời ơi, ủa. Học hành chưa mà sao con qua đây? Dạ con học rồi. Học rồi hả? Học rồi. Con hả? Dạ hiểu con thôi. À. Thầy coi dạy nó mấy cái chiêu thức để nó phòng thân. Bạn bè nó ăn hiếp nó quá. À được rồi.
nó bị tụi bạn bè đánh. Dạ dạ, ăn hiếp nó quá. Tôi sẽ chỉ một cái bài này rất là lẹ. Dạ. Đó là cái đòn phòng thủ. Phòng thủ? À. Học lâu không thầy? Tấn công thì học lâu chứ phòng thủ thì lẹ. Chừng dạ. Một ngày là biết liền. Ôi vậy hay quá, vậy tốt quá. Vậy có phải sắm đồ võ học được cho nó không thầy? Ồ, sắm chi cho nó tốn tiền. Dạ. Chỉ cần mua cho nó đôi dài được rồi. Đôi dài? Ừ. Ủa sao bộ đồ không cần mà cần dài là sao thầy? Đơn giản lắm. Dạ. Khi mà người ta đánh mình đó, dạ, thì mình phòng thủ chứ gì. Dạ đúng. Phòng thủ thì sao? Dạ. Mình phải chạy. Chạy là phải cần dài. Ủa võ chạy hả? Ừ. Ủa cái võ này ai không biết thầy? Nhưng mà tôi dạy là đặc biệt hơn. Cứ ủa, nghe dạ? Lời tôi đi nha. Chứ vợ tôi đánh tôi cũng chạy được lắm á. Cái chạy của anh á, vợ được chạy là khác. Còn ở trong võ học á, chạy để phòng thủ là khác. Hiểu chưa? Thầy. Trời ơi. Về rồi, đóng tiền rồi. Sao trở lại leo quá vậy? Dạ, tại vì thương trường nhớ lớp muốn trở lại học liền. Trời ơi, mới đây rồi cái thương trường nhớ lớp ngộ ha, chưa học mà nhớ hả? Nhớ chứ, nhớ thầy nè. Rồi nãy đang tâm sự gì đó, tâm sự tiếp đi, coi tôi như Phong Long đi. Giờ dạy xong nữa. Vậy chẳng lẽ mỗi lần mà bị bạn đánh là con phải chạy? Đúng. Võ học của thầy là phải như vậy. Nếu con muốn bạn con đừng đánh con đừng đụng nó, vậy thôi. Trời ơi. Hiểu không? Vậy nếu như bạn con nó đụng con hoài sao? Tát vô mặt nó, chả chạc vô mặt nó, tán tứ bề. À dạ, cái gì vậy? Làm gì tán tôi? Con nít nói phải minh họa cho nó hiểu, cha ơi, khó quá à. Hiểu không? Ừ. Dạ. Vậy chẳng lẽ mỗi lần mà con bị bạn đánh là con phải chạy về mét với chị nè? Mét gì? Chị cho nguyên một xóm chị lên, tách nó liền. Thấy chưa? Con chưa vô học võ đường này á, mà đã có sư muội binh con rồi. Sư tổ. À, có sư tổ muội bên con rồi đó. Võ đường này ngộ quá. Xí xí đi, tôi thấy cái vụ này hơi lạ lạ nha. Tôi thấy ông dạy võ mà hình như ông dạy tôi quýnh lộn nhiều hơn á. Cái gì? Thấy nãy giờ ông toàn dạy nhau quýnh lộn không? Ủa vậy à, mọi người chưa biết phương châm của võ đường này hả? Ủa phương châm sao? Đọc dạ cho mọi người nghe đi con. Dạ, nếu mà bị đánh á, mà đánh không lại á, thì chạy. Trời ơi. Tiếp. Dạ. Nếu bị đánh hội đồng á thì nhớ mặt thằng đánh rồi về kêu võ đường đi hội đồng lại. Trời đất ơi, còn thiếu tiếp con. Dạ, còn nếu tụi nó đông quá thì lấy hàng ra xử luôn. Trời đất ơi, mày con nít làm thiếu cái gì vậy? Bậy bạ không à. Trời đất ơi, võ đường gì dạy gì kỳ cục vậy trời. Con tôi là học võ để phòng thân chứ không phải để trở thành xã hội đen. Con nậu thì con nít mà dạy đi hội đồng cầm hàng. Nên nhớ đi tới võ đường này học thì mình sẽ không bị ăn hiếp, cái đó là cái điểm chính, hiểu chưa? Bây giờ thí dụ nói này nó bị quýnh nè, nó bị ăn hiếp rồi, giải quyết làm sao? Dễ thôi, thấy không? Bây giờ võ đường mình quá đầy đủ rồi nè, nhỏ có, lớn có, nam có, nữ có. Đây, bây giờ mình kéo nguyên một băng lên, ngày mai lên tới trường thằng này quánh mấy thằng bạn đó luôn. Thôi, không dám rồi. Thôi tới đây là tôi thấy sợ rồi. Sợ thôi, cái gì? Được rồi, thôi. Tôi sẽ không cho con tôi học võ cái võ đường. Võ đường này kỳ cục quá. Chứ còn về, gì nữa? Trời ơi, có một đứa con nít mà kêu quy cái võ đường quýnh hội đồng ta. Mà trả tiền đây đó ba, không học nữa. Ê, khoan, trước khi đi nghe tôi nói. Gì? Cái luật võ đường này á, đóng tiền rồi, không học, miễn hoàn tiền lại, được không? Tôi nói thiệt với ông sao cũng được hết trơn á, mà tôi không cho con tôi học, tiền tôi bỏ cũng được nữa. Khoan, ông bỏ được, tôi bỏ không được. Tại sao không? Tối tôi đi hát đám ma mệt lắm, tôi hát lòi hồng ra mới có tiền mà đóng cho ông. Không dạy thì ối tiền ra. Nếu trả người đây phải trả cho tôi luôn. Cái gì? Bây giờ mấy người muốn tính quậy võ đường tôi hay sao? Tao cào mặt mày liền chứ mày nói tôi cái gì hả? Nói cho mấy người biết hay chưa? Tôi học võ một tháng rồi đó. Không ngán thằng nào đâu. Trời ơi, nó học có một quậy hả? Nó dạy tôi kìa trời. Trời ơi, học võ một tháng mà nói với tôi 40 năm hả? Trời ơi, lừa gạt nhỏ hả? Sao mở võ đường ra để lừa gạt người ta phải không? Ông võ nghệ cao cường hả? Trời ơi, mấy người rồi xuống nhau quánh ông chưa chắc được quánh lợi ông, đừng có nói giọng yên tâm. Bây giờ mới là đúng, không quýnh hội đồng đúng nghĩa đây nè. 1, 2, 3, 4, tôi đếm tới 3 là tấp tới bến liền nha. Bây giờ trả tiền hay không mà nói đi. Nói nha. Không trả. Ngoan cổ. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Quýnh nè. Nè, úp vô mặt nè, úp nè. Đó, cách đó. Rồi xong. Nè, ma róc móc ra đi con.
Trời đất ơi, tụi bay cứ gửi tiền về kiểu này riết sao không hết xài hết. Đâu để bển đi, chừng nào về rồi kính về lần luôn. Rồi, mới nhận đủ rồi con. Rồi cảm ơn mấy đứa nha. Rồi, ok con, rồi, bye con nha. Rồi. Trời ơi, thương dễ sợ luôn, gửi tiền về hoài vậy mà sao đếm nào. Đưa hết tiền đây. Dạ. Đưa hết tiền. Trời ơi, ở chung cư mà cũng có cướp nữa. Dạ, hết rồi. Dạ, đừng tha cho em đi, anh cướp ơi, em. Quay cái mặt bò đi. Dạ. Trời ơi, quỷ già. Tao làm hú hồn mà. Tôi nói thiệt á, bữa nay là gặp tôi đó nghe, mà lần sau mà bà ngồi bà đếm tiền kiểu này nữa là cướp nó tới nó chấn lột bà thiệt á. Trời ơi, chung cư mình làm gì có cướp. Trời đất ơi, cái gì mà ngồi mà tiền. Nhỏ con gái nó mới gửi tiền về điếm có đủ không, rồi nó mới gọi điện về mới nói chuyện xong nè. Dạ quá ha. Mới đi tập thể dục gì à? Phải không? Tập mạnh quá kiếm gãy. Bữa nào qua tôi tặng cho cái kiếm mới. Vậy ha. Ừ. Dạo này coi bộ khá dữ rồi nha. Trời nói ơi. Chung thì cũng may mắn thôi ông ơi. Chọc tôi hoài. Nghe bữa gọi điện thoại nói tôi có chuyện muốn nói. Mà nói chung là nói chung điện thoại nó không có tiền phải không? Nên tôi kêu thẳng là trực tiếp nói chuyện luôn. Dụ gì vậy? Gì? Trời, sao bà khỏi nói tôi biết rồi. Bà mắc xương cá phải không? Bà kêu tôi vuốt cái gì? Tôi không có đẻ ngược, xin lỗi nha. Phải. Nói chung... Vụ gì? Ngưỡng... Cá. Tháng sau xây nhà. Tháng sau mà xây nhà hả? Ừ. Tiền đâu xây vậy? Nhỏ gái nó gửi tiền về xây. Trời đất ơi, công nhận con bà nó có hiếu dễ sợ nha. Có hiếu lắm không? Có một đứa con gái mà như con nhỏ là tôi nói thiệt bà là bà hơn. Đúng không? Ba bốn đời. Tại bởi tôi thiệt. Trời ơi con bà nghĩ đi ha. Trời xin lỗi đi, làm sao mà mình ngờ được là nó giỏi dữ vậy. Đúng không? Qua Mỹ làm gì có thời gian mà gửi tiền cho bà xây nhà. Nó dội cái đầu á. Bao nhiêu người ước mơ có đứa thông minh lắm ông ơi. Tôi hỏi bà nè, trời ơi, một đứa con gái vừa lùn nè, vừa mập nè, vừa xấu mà nó đen mà trời ơi nhìn nó chứ ghê luôn mà vẫn có người lấy, bà thấy không? Mà nó gửi tiền gì cho má nó mà nó hiếu động, trời nó thiệt con mà nó là cái lầu gì chứ nó phải người ta. Nó là cái gì đó mà nó trời tôi nói thiệt, nó hổ ghê, nó tư thủng mà nó hàng làm hẳn dầu thơm là tôi biết. Mà hay lắm con mà thiệt. Gì vậy trời? Hả? Tôi đang lăng xê con tôi mà đang lăng mạ vậy? Tôi khen á, tôi khen nó mà tôi chưa có tìm ra cái từ. Trời ơi, đứa con gái người ta ông tả hầu như quái vật vậy. Quá đáng. Rồi rồi sao để xây cái nhà sao hả? Nói chung mình định đập bung ra hết xây lại. Đã vậy? Rồi tôi thì tôi thích sang nên tôi chơi cái phông màu trắng, phải không? Nguyên cái nhà là phớt sơn màu trắng. Được. Cửa chính màu trắng, cửa sổ màu trắng, cửa sau màu trắng, bàn trắng, ghế trắng, tủ trắng, mền trắng, mùng trắng, màn trắng, tất cả đều màu trắng. Nên xây. Đúng không? Bà phải xây liền cái nhà này, bà nổi tiếng liền. Tôi tính hết luôn không? Đúng không? Nổi tiếng đúng không? Bảo là nó đăng nhà mà lên báo liền, bảo đảm mà luôn. Cái nhà tôi đẹp mà nó xây lên để nó đăng lên không? Không phải. Chứ sao? Nó tưởng bà xây bệnh viện phụ sản. Vô duyên vậy? Chưa từng thấy một cái người nào mà tự nhiên xây cái nhà ta nói tự nhiên giường trắng, màn trắng, ghế trắng, mùng trắng, mền trắng mà xây luôn mà để cái là xưởng đẻ con tôi mập. Ông vô duyên quá mày. Đâu nó thiệt chứ cứ làm gì đâu. Thì tôi thích cái màu trắng thì tôi sơn vậy thôi chứ mắc mớ gì đâu. Thôi nói chung là mừng cho bà ha, giàu quá rồi. Nói chung mà định xây á là hả đập bung ra hết xây luôn á. Vậy. Cái gì? Cái chuyện tiền đó mà thì ông thì lúc mà chồng tôi á là chết á thì ông cũng hứa là ông bán cho ông cái phần nửa căn nhà. Thì đúng rồi, thì nhà bạn 108 thước vuông mà tôi được 28 thước vuông rồi bà lấy 80. Nghĩa là ông 28 tôi là 80 đúng không? Thì còn gì nữa. Rồi thì tôi ông... trả gì hết nữa rồi đó. Chỉ là tôi cũng định nói là tháng này kinh tế nó lên quá nè. Tôi định khất tiền ý tôi nói ông là tháng này ông khỏi đưa luôn. Cái tiền tôi trả góp cho chị nó tôi đưa thì, một nửa rồi thì bây giờ tháng này tôi khất chứ gì góp được nữa rồi đúng không mà bây giờ tháng này tôi tặng ông luôn khỏi góp nữa. Gì vậy chị Tư? Nói thiệt á. Này chị có uống nhầm thuốc gì không? Trời đất ơi, cái tiền đó tự nhiên chị trả tôi làm chi? Tặng lại hết không, mà không được. Cái ân tình của anh chị đối với tôi là nhiều lắm rồi. Ảnh đã cho tôi cái nhà mà gần 28 thước vuông mà không có chỗ nào mà mua được cái nhà rẻ được vậy, thành thử ra là thôi được rồi, tự nhiên tiền gửi là tôi không được, tôi nhận tôi ngại lắm. Có gì đâu không được. Tiền của anh nhận nhà của tôi lấy lại. Tôi biết. Cái gì? Ừ. Lấy lại nhà là sao? Thì có nghĩa là anh dọn đi. Tôi lấy nhà tôi lại. Gì vậy? Xây đập bung ra xây cho nó rộng chứ mấy đứa nhỏ con gái nó về nó ở. Tự nhiên giờ nhà ta đang ở, tôi đập bung ra xây rồi tôi đi đâu tôi ở? Muốn đi đâu đi? Trời ơi chị Tư chị cũng giỡn không chị Tư, trời đất ơi. Cái tiền tôi góp cho chị nữa, căn nhà có 100 mấy triệu mà ngày xưa nhà nó rẻ. Rồi giờ 100 mấy triệu tôi ra ngoài này đất Sài Gòn mà ngay quận Bình Thạnh nó tiền đâu mua ông nội. Mua được gì mua?
tôi mua được cái toilet cho tôi ngồi trong thôi đó. Không, nói chứ 100 mấy triệu giờ cũng mua được chiếc SH không chạy với bộ. Ban ngày đi với SH, ban đêm ngủ cho nên chiếc SH. Chảnh nghe chưa? Từ rồi từ. Tôi tính hết rồi đó. Cái gì ra cái đó từ. Thì tôi thiếu nợ Tư thiệt, nhưng mà từ từ tôi trả. Anh Tư anh hứa là anh bán cái nhà cho tôi rồi, tự nhiên giờ bà đầu bà lấy lại làm sao, sao mắc cười vậy, rồi tôi ở sao sống sao. Thì đúng rồi, ngày xưa chồng tôi là bạn của anh thì ổng hứa ông bán nhà cho anh thì theo tôi đó là cái chuyện bình thường. Còn bây giờ tôi có tiền mà tôi xây rộng ra, tôi đặt bung ra thì theo tôi là một cái chuyện phi thường. Mà xây nhà thì cần phải lấy đất lại thì theo tôi đó là cái chuyện đời thường. Mà ông không chịu dọn đi thì ông phải bồi thường, vậy thôi. Bà là cái con dị thường, bà là cái con khác thường, mẹ gì cái con bất bình thường. Bà vừa phải thôi, tự nhiên cái tình nghĩa tôi với anh Tư bao nhiêu rồi, tự nhiên bây giờ chị lật lọng chị nói vậy rồi, trời nhà tao đỡ con mẹ mập. Gì vậy? Từ nhỏ đến lớn tôi rất ghét ai kêu tôi mập, mặc dù mập thiệt. Nghe nè anh hai, mình là người có văn hóa mà tôi ông biết không, có bao giờ mà ông thấy mà tôi nói chuyện mà tôi lớn tiếng với ông đâu, đúng không? Mà tại sao hôm nay ông lại chửi tôi khốn nạn hả? Tại sao vậy hả? Nói nghe coi, bây giờ vậy? Bây giờ mà chửi thẳng vô mặt người ta vậy hả? Thứ gì? Bà chửi trong mặt tôi, bà chửi vậy hả? Bây giờ bà muốn cái gì? Bây giờ bữa nay bà muốn cái gì hả? Bây giờ bằng sao? Bây giờ bà hỗn quá rồi nghe chưa? Tôi nói cho chị nghe, tôi nể anh Tư rồi tôi mới không nói với chị nha. Chứ ngày thường là chị ở là tôi ghét chị lắm rồi ha. Ngày nào cũng tôi đem thịt qua tôi cho chị, rau tôi cho chị, không tốn tiền đi chợ ăn cho mập thay thì không nói. Bây giờ có tiền xây nhà đồ lấn ở nhà người ta làm sao? Rồi tôi ở đâu hả? Sống ngày nào cũng vậy á ha, xả rác vào nhà người ta, thúi gần chết tôi không nói. Đó là tại sao tôi mang nợ chị, cái ơn gì tôi trả chưa hết. Bây giờ sao bây giờ muốn cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Muốn cái gì? Tôi ghét cái thứ mà cho rồi vợ đồ lại kể công nó ghê quá trời. Đàn ông ghê vậy, làm gì vậy? Đứng phải đứng làm gì? Quá rồi. Làm gì? Tức là làm gì tôi? Đứng làm gì nhìn la bài hải là vậy? Nó nghe nè, tôi nói rồi, tôi không có cãi lại ông. Thiệt là từ nhỏ lớn cãi không bao giờ lại ai. Tại bị mình mập mà, mình nói đâu có lại người ta. Người ta la quá, người ta la bài hải. Bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì? Bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ đâu cái rồi? Gì? Đâu rồi? Bây giờ. Đi, bà đi đâu? Bà đi đâu? Bà quay lại. Bây giờ bà ngồi bà quay lại. Bà làm gì? Bà đi đâu vậy? Mày đâu? Cái gì mà sáng hỏi mình? Bà làm gì vậy? Giờ muốn cái gì? Mày muốn cái gì nè? Tôi la ra, bớt người ta con mẹ mày tư hết rồi. Cổ thôi à. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh hai? Chị Tư nữa. Anh qua đây. Anh Ba Sang qua đây tôi nấu anh nghe. Anh ngồi đây. Anh phân trần giùm tôi vụ này đi. Nói đi, nói tiếng công bằng đi. Giờ cái chuyện nó là như vậy. Cái gì? Ngày xưa tôi với chồng bà là bạn. Chồng bà hứa là cắt cái nhà chung cư ra, nhường cho tôi 28 thước vuông. Bà còn 80 thước. Rồi bây giờ bà có tiền bà xây nhà, bắt đầu lấy luôn phần đất của tôi làm sao rồi đi đâu tôi ở? Đúng rồi, đất người ta đòi lấy luôn rồi đi đâu người ta ở đâu. Ủa, ngày xưa chồng tôi hứa, tôi đâu có hứa, giờ tôi muốn lấy lại là chuyện của tôi. Đúng rồi, người ta chồng người ta hứa, giờ chồng ta chết rồi thì ta lấy lại. Cái gì nó cũng phải có cái tình nghĩa hết trơn. Bây giờ ngày xưa tôi với anh có ân tình, bây giờ thì đầu lấy lại rồi, giờ tiền có chút xíu làm sao tôi mua nhà khác. Đúng rồi, bà cho người ta còn chút xíu tiền sao người ta mua nhà khác. Ủa rồi chuyện của ổng thì nói tôi sao tôi giải quyết được. Đúng rồi, chuyện của ông nói tôi làm chi? Cái gì nó cũng phải có giấy tờ hẳn hỏi rằng bây giờ còn giấy tờ nè, cái nhà tôi còn, bây giờ tự nhiên đầu lấy lại là ngang ngược đâu có được. Đúng rồi, bây giờ cái gì cũng phải có giấy tờ đúng, đúng không? Đúng rồi, sĩ chồng mới cho tôi mà. Có giấy tờ không? Tổ tôi là giấy tờ, tổ tôi cho tôi. Cho gì?
Rồi tổ bà cho bà vậy, tổ mẹ mới là giấy tờ. Dạ, nín đi, dùm cái gì cái đúng đầu bây giờ. Bây giờ ông bên ai vậy? Bên ai? Thấy vô, ông thấy vô có hầm hồ kiểu đàn ông là mà hầm hồ kiểu vậy. Không phải, chứ giờ cái gì cũng đúng đầu vậy bên ai. Thì bây giờ cái gì anh hai nói cũng đúng, bây giờ chị Tư nói cũng đúng thì tôi phải làm sao? Bây giờ vậy đi, hai anh chị theo tôi lên phường giải quyết. Ở trên trển sẽ có người giải quyết tranh chấp cho hai anh chị. Còn cái phần đất này là của ai? Còn ai đúng, ai sai? Rồi đây, theo tôi. Mà trước khi đi tôi muốn nói cái điều này nè. Nói gì nói đi. Có cái mùi khét khét mời. Đâu có mùi khét. Mùi đó bên này nè, nhà ai vậy? Nhà tôi á. Nhà bà sao có khói? Mới nhà tôi có khói. Ồ, có khói bốc lên cao. Từ nhà cũng tư ủ cái kìa. Giảm. Nhà khói khét, thiệt. Nhà khét lắm. Trời ơi, chết rồi. Nhà tôi sao tôi tự nhiên có khói vậy ông? Trời ơi. Qua cứu nhà tôi cháy rồi. Anh hai qua cứu nhà bà cháy kìa. Trời ơi, ông hai. Nghĩ sao vậy? Tôi mới gây lộn, mới đánh lộn đây mà y sao đồng nghĩ sao ông giúp tôi nó nghe nè. Tôi năn nỉ tôi lại ông luôn, ông vô ông cứu đi, ông cháy nguyên cái chung cư là chết tôi á. Đâu có được. Vậy sao không được? Tôi sợ lửa lắm. Trời đất ơi, đàn ông con trai mà sợ lửa là sao? Đàn ông một ma quỷ sao không sợ lửa bà nội? Trời, ông còn hèn hơn, ông nói bây giờ thôi, sao? Thôi mấy giờ tôi kêu phụ bà nghe. Bới người ta cháy. Bởi người ta cháy. Yên tâm, để tôi giải quyết. Trời đất ơi, ai vậy? Phải ông không? Ông hai chứ ai? Trời ơi, sao bữa nay ông anh nào anh hùng quá vậy? Có, bà thấy chưa? Tại bà không hoạn nạn mới thấy chân tình, bà thấy chưa? Bây giờ sao giờ? Giờ bây giờ mày vô mày coi ông sao rồi? Ông thành heo quay bây giờ á. Ông vô mà có ngỏng quay à, bây giờ tôi vô cái là thành heo quay, bây giờ ông vô ông coi ông đi. Mày vô liền đi, không có chần chừ nữa. Đi vô. Trời ơi, không biết có sao nữa, trời ơi. Cứu người. Bà bỏ thai bà ra. Bỏ ra ông chết được sao? Bà không bỏ ra ông mới chết á. Sao kỳ vậy? Bà xiết cổ ông kìa. Hả? Trời ơi, anh hai. Rồi, dẹp bẹt rồi. Anh ông hai ơi. Sao không? Ông ơi. Đỡ ông lên, phụ tôi coi. Ông ơi, lấy cái bình oxy. Đỡ ông lên. Ông ơi, ông chết à? Ông không có anh sao hai không? Ơi, anh sao anh hai? Lấy nước. Không cần. Tôi đang trong dòng dây chữa lửa thì bỗng dưng có một cái càng cua nó kẹp vô đầu tôi một cái phát. Tôi càng la nó càng kẹp, mà nó càng kẹp mắt tôi càng lồi. Ai là người làm điều đó? Ai? Đánh chết tôi cũng không nói bà Tư. Là em đó. Bây giờ tôi vô tôi cứu nhà bà trái là tôi kẹp cái đầu tôi phải không? Không phải. Bây giờ mà nó giết người diệt khẩu phải không? Bây giờ mà muốn gì mà nói đi. Không phải, hiểu lầm rồi. Tôi đi thấy ông hư quá, tôi tưởng là ông chết ngợp rồi đó, nên phải vô cứu ông thôi. Ai thấy khói mà ông ho bà nội? Có cháy cái gì đâu mà kho cá nó khét cái đâu à. Vô ta có cái bếp nữa thì người ta kho cái mà cái tưởng chết cháy kẹp kẹp cái cổ ra gần chết luôn à. Có khùng không bà nội? Xin lỗi mà. Khổ quá à. Xong rồi phải không? Vậy là nhà không có cháy, không có gì hết. Hai anh chị theo tôi lên phường. Lên phường chi? Thì giải quyết tranh chấp. Giải quyết tranh chấp gì? Hai người tranh chấp chuyện đất đai nãy đó. Tranh chấp nào? Ủa sao bà trở mặt vậy, bà mập? Không phải. Nghĩa là... Cái gì vậy? Trời ơi, bà bì gì vậy? Ngắt đi chứ không á tới sáng luôn đó. Bà á rồi đi. Không phải, có nghĩa là thiệt bậy quá à. Tôi thiệt á, qua cái chuyện này thì tôi mới biết thế nào là tình làng nghĩa xóm. Thì thôi nói chuyện lặng dày, nói chung là tôi thì tôi bậy quá. Qua cái chuyện này thì tôi mới thấy là thế nào là cái câu mà hoạn nạn mới thấy chân tình. Không ngờ mà tôi đối xử tệ với ổng vậy, mà nhà tôi cháy rồi ổng cũng qua ổng cứu. Thôi thì nhà anh cứ tiếp tục anh ở đi nhanh hai. Đúng rồi, nhà anh thì anh tiếp tục ở đi. Thôi, hồi nãy tôi nóng tánh, tôi quánh lộn chỉ là tôi cũng sai. Bây giờ tôi nhường đó, tôi ra ngoài tôi ở, tôi chuyển xây nhà đi. Đúng rồi, người ta nhường rồi đó, xây nhà đi. Thôi, ổng già rồi, ổng ra ngoài, ổng mướn rồi, tội nghiệp ổng, tiền đâu ổng sống, ông cứ ở đó, ông tiếp tục ông ở đi. Đúng rồi, tiếp tục ở đi. Tôi mà dành nhà của chị chỉ xây không được, chị không có đúng ý chị anh Tư thì cũng trách tôi, thôi để chị xây nhà đi. Đúng rồi, thôi người ta nhường bà lấy xây nhà đi. Trời ơi, cái lúc mà chồng tôi còn sống, chồng tôi thương ổng lắm mà bây giờ lấy đất kiểu này lại là cái linh hồn của ổng mà trách tôi chết, thì ổng cứ tiếp tục ổng ở đi. Rồi mà ông mới tiếp tục mở đi. Thôi giờ mệt quá, nếu mà chị nói vậy thôi thì chắc của hai người cũng về đi. Đúng rồi thì hai người cũng về đi.
Ủa sao nãy giờ nấu cái giống gì cũng đúng rồi ta vậy? Rồi sao nãy giờ hai người nó cái giống gì thì cũng nói đúng vậy ta? Ai giống ba phải không biết. Đúng rồi, chắc tại tôi ba phải á. Tao gửi cái gì nấu cũng được hết trơn á. Ý là nãy giờ hai người chửi tôi nó phải không? Đúng rồi. Giang ơi! Gì vậy? Ai Giang! Vậy? Gì? Giang! Gì? Giang ơi Giang! Giang! Mày đâu rồi Giang ơi? Bà nhập mà hả? Tôi đứng sau lưng mày nè. Giang! Gì vậy? Chết rồi Giang ơi! Ngồi đi từ từ vậy, tao làm cà phê cho uống. Khoan! Giang ơi Giang! Khỏi làm Giang! Tốn tiền mày! Không có tiền tao trả mày đâu Giang! Cái gì vậy? Chết tao rồi! Chết cha tao rồi! Mày làm gì vậy? Sao không nói tao biết? Biết gì? Cái lúc bệnh lẽ ra mày phải điện thoại tao, mày nói tao một tiếng chứ. Cái gì? Bây giờ để chết rồi, tao có lỗi, tao cảm thấy có lỗi, mày hiểu không? Ai chết? Ba mày. Mày khùng hả? Ba tao chết cả chục năm rồi, mày đốt nhang mà khóc quá trời mày nhớ không? Mày làm quá, mày xỉu lên xỉu xuống mày nhớ không? Người ta tưởng đâu mày là con ổng, tao không phải. Lúc vô quỳ lại người ta không cho tao lại, được kêu mày lại, nói mày là con ổng. Mày quên hả? Ủa tao giữ vậy hả? Chứ gì nữa? Tao nói cái chuyện chết là cái chuyện mà ba hả nè. Mày làm gì vậy? Sao quýnh tao hoài vậy? Mày làm gì hạ coi thường tao sao? Hạ coi thường gì nữa? Cũng phải nói một tiếng chứ. Cái gì? Bây giờ ba hạ chết mà tao không quay, tao trổ bình trà vô mặt mày liền. Ba tao nói ba hạ chết thế nào? Mày mới nói ba hạ chết kìa. Trời ơi, tao nói là tao đi qua gặp ba hạ tao chết nè. Mới qua gặp ba hạ mày chết. Ôi, chiều nay ba hạ rồi gặp mặt tao, mới nói là bây giờ gặp tao thì mới cho hạ lấy tao. À, là cái vụ là chiều nay mày qua gặp để ổng coi mắt. Ừ. Nếu được ổng mới cho lấy hả? Tao với má tao qua luôn. Nãy giờ nói đại tao gặp ba hạ khó xử, nói đại đi. Bây giờ đơn giản không có gì mà khó khăn hết chứ. Bây giờ mày dắt chiều nay mày dẫn má mày qua gặp ba hạ đúng không? Ừ. Bây giờ mày về mày nói má mày đừng có qua, là mày khỏi qua. Ổng gặp tao mà. Má tao gặp làm chi? Má tao là người lớn dắt qua để nói chuyện thôi. Càng đơn giản hơn nữa. Là sao? Bây giờ mấy giờ mày gặp? 5 giờ. 5 giờ đúng không? Ừ. 4 giờ tao qua bên đó trước. Làm gì? Tao rủ ba con Hạ đi nhậu. Ổng xỉn rồi mày khỏi gặp, khỏi lấy vợ. Đơn giản không có gì hết. Mày hay quá. Đúng không? Mày hay quá. Đó. Tao khỏi lấy vợ luôn hả? Khỏi lấy vợ. Ê, làm như tao mày không thân á. Chơi 10 năm, mười mấy năm rồi. Bây giờ cái lý do tại sao mày không dám qua? Khớp. Thì mày đừng có khớp. Làm sao không khớp? Thì mày đừng có qua. Không qua sao lấy vợ? Thì mày khỏi lấy. Cũng vậy à Giang ơi. Cũng vòng vòng cũng vô đó à. Kỳ quá Giang. Tao kiếm mày là để mày tìm cho tao một lối thoát. Mày hiểu không? Là bằng mọi giá phải qua bên bển. Bằng mọi giá tao phải qua bển, bằng mọi giá tao phải lấy Hạ, bởi vì tao yêu Hạ. Mày hiểu chưa? Mày nói gì? Tao yêu Hạ. Mày có thật lòng yêu Hạ không? Sao không thật? 2 năm trời tao đeo đuổi, tới bây giờ cây có trái rồi. Mà bây giờ cái gì? Ba không cho tao hái. Mày nghĩ cách giùm tao đi. Mày với Hạ cây đã có trái rồi hả? Mày làm gì vậy Giang? Mày làm gì vậy Giang? Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với tôi vậy? Giang! Mày nhìn tao đi Giang! Nhìn tao nè! Nhìn thẳng vô mặt tao đi Giang! Mày yêu Hạ đúng không? Không! Mày yêu Hạ! Mày đừng có nói tầm bậy!
Tao không bao giờ yêu Hạ, tao chỉ xem Hạ là một đứa em gái thôi. Vậy tại sao mỗi lần tao đi chơi với Hạ là mày tìm cách, mày ngăn cản, mày phá đám? Tao thấy nhiều lần rồi. Tới bây giờ tao qua nhà Hạ mày cũng bàn ra không là sao? Mày nói đi, mày không muốn tao lấy Hạ hả? Mày nói thiệt đi. Có những chuyện khó nói lắm. Không có chuyện gì khó nói hết. Mày có coi tao là bạn thân của mày không? Mày thử nghĩ đi. Tao với mày quen bao nhiêu năm? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm mà mày không hiểu tao. Mày với Hạ quen bao nhiêu năm? Hai năm. Mới có hai năm mày sẵn sàng đánh đổi mối tình mười năm để đổi lấy một mối tình mới có hai năm. Mày nói gì vậy Giang? Tao với Hạ là tình yêu, còn tao với mày là bạn mà. Mày với Hạ là tình yêu, còn tao với mày là bạn đúng không? Không nói được. Thôi, coi như có những chuyện mãi mãi thuộc về dĩ vãng. Đi về đi. Đi về đi. Trời ơi, không lẽ mười mấy năm trời tôi làm bạn với một thằng bé bé sao ta? Giang, đi đi. Trời ơi, nó rồi. Trời ơi là trời. Đi đi. Ôi cha, sao mà lâu dữ trời. Lâu lâu mới làm xuân bữa cho vết cái bộ đồ web này cho nó nóng. Bà cha nữa. Ôi cha, mà cái con mẹ này cũng ngựa nữa. Ông anh. Ông anh. Ông anh cho tôi hỏi. Xích ba. Hả? Quần đỏ, áo tím, vô nhà là dở nón ra coi. Wow, có phải bà đó không? Hả? Ông. Một thương, da trắng như miên, miệng em móm móm có duyên vô cùng. Ba thương ngáo ngáo khùng khùng, bốn thương mặt sệ, vậy mà có duyên. Ê, ủa? Bà hả? Ông Hành phải không? Đúng rồi. Qua đó phải không? Chính hắn đó. Thôi ngồi. Trời đất ơi, lâu quá mới gặp. Sao dạo này sao rồi? Hả? Gia đình sao rồi? Chồng chết rồi. Khỏe không? Khỏe. Chứ tôi mệt lắm mà. Cái gì? Bà đi đâu đây? Làm xui. Trời ơi, bao nhiêu năm tôi gặp lại bà cũng còn xí xọ như ngày xưa. Hả, sao vậy? Trời, ăn mặc gì đâu mà y như cái giấc gì màu vậy bà. Hồi nãy giờ đi dọc đường có con nào nó đá bà chưa? Sao đá tôi, con gì? Trâu. Sao mới đá tôi? Mặt quần đỏ. Yên tâm đi, trước khi tôi uống nước tăng lực nó đá tôi không nổi đâu. Có gì hả? Ông á, ông nóng không? Hơi nực một chút à. À, chứ thấy ông là tôi nóng lắm á, nghĩ sao rồi trời, nóng vậy mà mặt nguyên áo quét cho ông nội. Không nhắc chuyện đó nữa. Bà nhắc là chuyện ngày xưa nè. Ngày xưa làm sao? Tại sao mà ra nóng nổi giờ hai đứa mình phải đối diện nha, tại sao vậy? Gì móc họng nữa không? Móc họng nữa phải không? Tôi móc cái gì? À, mà giờ bao nhiêu năm nay ông vẫn thích móc họng đúng không? Tôi đâu phải nha khoa đâu mà móc họng. Tôi nói ông làm nha khoa à nào? Chứ bà nói tôi móc họng. À, bởi vì nói một đằng hiểu một nẻo. Nói một đằng hiểu một nẻo. Bây giờ tôi nói cho ông nghe ha. Hôm nay là cái ngày quan trọng của con tôi ha. Tôi không muốn tranh cãi với ông. Còn nếu như ông muốn tranh cãi thì ông đi về nhà ông tranh cãi nha. Mời ông về. Dạ thưa bà. Mời bà. Đây là nhà tôi. Bà xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Vậy... Còn bà đi làm cái chuyện gì của con bà thì bà đi. Tôi biết bà nhớ tôi đúng không? Bà biết nhà tôi, bà ghé bà thăm tôi đúng không? Trời ơi, trời ơi. Nghĩ sao vậy? Xưa rồi Diễm. Xưa Diễm là sao? Xưa rồi nha Diễm. Chứ nghĩ bà... sao mà tôi nhớ ông vậy? Chứ không phải bà thấy dạo này tôi đẹp trai mà ghé bà thăm tôi. Bây giờ tôi không tranh cãi với ông nữa. Bây giờ ông đuổi tôi ra đúng không? Ừ. Bây giờ ông cho tôi ra đứng trước cửa tôi đợi con tôi được không? Đang ta nói bà đứng đòi nợ tôi hàng chi? Thì bà muốn đứng là bà đứng, đừng ngoài cái cửa nhà tôi thôi. Đúng không? Kênh ai? Già mà làm bèm. Ủa? Ủa ai già? Bà hỏi đi. Bà hỏi hết ở đây coi. Ai già? Má. Dạ con chào bác. Bác con đi mua ít trái cây với lại mua chai rượu ngoại. Biếu bác lấy Thảo. Cái kỳ vậy? Rượu ngoại gì? Ông đâu biết uống rượu ngoại mày. Ông uống toàn rượu cá ngựa không à. Ủa? Là sao nãy giờ tôi không hiểu. Dạ con là con của đây.
Con tôi. Dạ đúng. Đẹp như tôi. Con bà. Ừ. Nhà tôi chứ. Hả? Bác không nhận ra con hả bác? Minh. Minh nào? Trần Minh. Ôi Minh, Trần Minh khố chuối đó hả? Không phải, Trần Minh khố chuối là tuồng cải lương con Trần Minh. Gì con? Đây là anh Minh, còn đây là... Mày nói lớn tao nghe coi, mày nói gì lèm bèm, mày nhỏ nhỏ trong họng sao nghe, nói lớn coi. Ba, bác đây là má của anh Minh đó. Bác nhận ra con, nè bác nhìn con gái bác đi. Có nghĩa là bà xui đi hả? Ông dạ. Xui đây hả? Ủa, ba với lại bác với nhau rồi hả? Mời hai mẹ con bước ra khỏi nhà. Ủa gì vậy? Sao vậy ba? Tao cấm mày lấy thằng này. Còn con đi về. Má cấm con lấy con này. Ủa sao kỳ vậy má? Ủa ba, ba hứa với con rồi mà. Tao cấm mày, tao hứa là chuyện hứa bữa nay tao không cho. Ủa má hứa ba lần này má hỏi cưới cho con mà giờ tự nhiên má nói vậy là sao má? Giờ má không thích. Trời có lúc nắng lúc mưa mà, má có quyền má thay đổi. Ờ. Tự nhiên giờ con mặc áo vàng rồi, giờ bạn con mặc áo vàng luôn, chung đội rồi bác. Mặc áo tình nhân hả? Tình nhân kệ mày chứ. Bây giờ má nói cho con nghe, bây giờ má không thích con cưới nó, vậy thôi. Ủa sao vậy? Má nói cho con nghe, má con mà cưới nó về là con khổ cả đời, khổ cả đời con ơi. Lý do? Sao khổ má? Má hỏi con nó tên gì? Tên Hạ. Còn ổng tên gì? Hạnh. Trời ơi má thương con vậy, nghĩ sao mà để con về cho hai cha con nó hành hạ con. Trời ơi, cái bây giờ mà má còn mê tín cái gì nữa má. Không, má không có mê tín nha, nói có sách mách có chứng đàng hoàng nha. Má tên gì? Nè, coi má tên gì nè. Hoa. Má tên Hoa. Ba bay tin hứng đó, có nghe không? Ba bay cưới tao về, hai vợ chồng gộp lại hứng qua hả, cuộc đời má sướng như tiên đó, thấy chưa? Ngày xưa trước khi lấy má, ba bay có quen bà Phân, bà nội bay đâu cho lấy, nghĩ sao hai vợ chồng gộp lại hứng phân lấy gì mà ăn. Trời ơi má ơi, mấy cái chuyện bây giờ mà tên tuổi mà coi lấy vợ mày coi tên sao má? Coi chứ con bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi nghe nè. Thấy thằng Hưng nó sống trên không? Hưng sao? Đó, nó cưới vợ tinh phấn đó, mày coi á, hai vợ chồng hưng phấn, con đẻ quá trời thấy chưa ha. Con bỏ nó đi, về nhà má sẽ cưới cho một đứa, cho con một đứa vừa đẹp người vừa đẹp nết, muôn đăng hộ đối. Tên gì hả? Tên gì má? Con tên gì? Con tên Minh. Con tên Minh phải không? Lựa tên hả? Lựa tên hả? Phải chi hồi đó tao đặt mày tên Lực đi. Sao? Chị? Tao sẽ cưới cho mày con tên Bạo. Hai đứa bây về bạo lực. Trời ơi, chắc banh nhà quá má ơi, chắc banh nhà quá. Thôi bây giờ. Thôi giờ hai mẹ con rảnh chưa? Dạ rảnh rồi bác. Ra ngoài. Ba. Mắc mớ gì đuổi tôi ra ngoài. Cái gì? Má ơi con mệt má quá. Tự nhiên bây giờ má kêu lấy vợ. Má hứa là này má hỏi cưới Hạ cho con. Xong bây giờ. Bây giờ em nhìn mặt ông thấy ghét quá, tao không thích cưới nữa được không? Ba không muốn con lấy thằng này. Thằng này nó không có chung thủy. Sao con không chung thủy bác? Giống má của cậu. Không có chung thủy. Nè nè, mắc gì ông nói tôi không chung thủy hả? Bà chung thủy cái gì? Ngày xưa tôi với bà cái gì? Tôi biển bà ở nhà chờ tôi đi học, tôi sẽ thành tài, bây giờ tôi cưới bà. Ông mà rủ rủ cuộc ông sao? Bà ông chờ. Lên thành phố ông cưới vợ, ông lên thành phố ông cưới vợ. Tại bà lấy chồng trước, bà ở nhà bà chờ không nổi, bà mỏi mòn. Bà chờ không nổi đúng không? Còn cái thằng Hứng á, nó vô nó cưới bà bỏ tôi đúng không? Thằng Hứng là hối hận đúng không cưng? Má đang hối hận phải không? Bác ơi bác, chuyện cũ mình bỏ đi bác. Tại sao? Chà, cậu im, nói lý do. Tại má có nỗi khổ mà con. Khổ cái gì? Khổ sao? Tham má? Tiền, bà thấy tôi nghèo bà chê, bà tham tiền lấy thằng Hứng nhiều tiền hơn đúng không? Ủa sao má? Má nói đi má. Lúc đó, trước bác giải thích đi bác. Má nói con mới có vợ thì, được đó má. Thì lúc trước nhà mình thiếu nợ, rồi bán hết mấy bầy heo cũng đâu trả nợ hết. Rồi ông Hứng, ông mới qua, ông Hứng nợ, rồi ông Hứng má về luôn. Đó, thấy chưa? Mày thấy có chung thủy không? Bác ơi, bác hoàn cảnh, bác hoàn ơi, cảnh hoàn cảnh, bác thương con. Nhưng bác. Mà cái đó là tại vì hoàn cảnh tôi mà. Rồi mai mốt cái thằng này nó thiếu nợ, còn người ta Hứng nó luôn, đúng không? Dạ, cũng hoàn cảnh mà bác. Không, lộn, anh lộn. Bác ơi, bác làm ơn bác cho con lấy Hạ, con mà không lấy Hạ là... Thôi bây giờ vậy. Má. Dù sao tôi cũng thương con tôi. Dạ, đúng. Với lại á, hồi xưa là cái lỗi là lỗi của tôi. Dạ. Bây giờ sao? Bây giờ đừng có để hai đứa nhỏ đạp lên vết xe đổ có được không? Dạ chính bỏ làm 10 đi bác, chứ thôi con bỏ lên chùa tu luôn hả bác? Mời bà. Ôi anh đừng có lên chùa tu, anh lên chùa tu là em cũng đi theo anh luôn á. Thương mày trai không? Ba. Nó đi tu thì kệ nó. Tao biết tại sao nó đi tu rồi, dạ, không phải vì mày đâu. Dạ sao bác? Tóc mày rụng nhiều quá, mày cạo cho nó đẹp đúng không? Dạ không có bác. Trời ơi, ông đừng có nói con tôi xấu vậy chứ. Giờ ý bà sao? Giờ ý ông sao? Dạ tôi muốn bà đứng lên nói chuyện nữa, không cho bà ngồi nè được không? Má gắng má đứng lên má, có gì chị vợ con má. Đứng lên. Bác cho con ngồi con mỏi giò quá bác. Đứng. Giờ hai mình đứng để cho hai đứa nó ngồi xuống.
thôi ba ơi. Ngồi đi, con ngồi xuống. Ngồi đi em. Ba ngồi bên kia à. Cái ghế này của tao. Dạ. Nói tiếp. Giờ ông muốn làm sao? Ý bà làm sao? Ý ông sao? Ý tôi không chịu. Hả? Tôi không chịu làm đám cưới. Ủa, trời ơi, làm sao bác kêu con ngồi bác nói không chịu là sao bác? Rồi bây giờ ngồi để coi tao ba má mày cãi lộn. Thôi bây giờ đừng cãi lộn nữa được không? Đừng cãi lộn nữa được không? Đứng lên. Ngồi xuống. Trời cái gì mà đứng lên ngồi xuống hoài, ông rảnh không vậy? Nói. Vụ gì? Bây giờ chuyện cũ bỏ qua, tôi xin lỗi ông, coi như là chuyện ngày xưa là lỗi của tôi. Bây giờ ông đừng có để cho hai đứa nhỏ chịu khổ có được không? Có nghĩa bà xin lỗi tôi đúng không? Ừ. Xin lỗi mới nói chuyện như ngày xưa coi. Em xin lỗi anh. Vậy đi. Cái thiệt là dễ thương. Ý dạ. Con sao? Cười anh cho mình cười mày. Thì con vui. Ý con sao? Dạ, con cũng đồng ý. Trời. Ý. Nó giống mẹ tôi, nó đồng ý rồi. Hả? Con có yêu thằng đó thiệt tình không? Dạ có. Mày có yêu nó không? Dạ 101%. Anh có yêu em không? Nghe. Má lộn con ơi, má lộn con ơi. Ngày xưa về nhập má con ơi, ngày xưa về nhập má. Bây giờ vậy? Giờ sao? Giờ phút trang nghiêm, tôi tuyên bố. Dạ. Tôi đồng ý. Xin lỗi tôi đi. Hả? Gì vậy má? Gì em? Ba. Mày coi đó, nãy giờ ông hành tao, bắt tao đứng lên ngồi xuống. Bây giờ ông tha lỗi tao rồi. Thì bây giờ phải thông cảm, người ta tên Hành mà. Ta tên Hành thì phải hành chút chứ. Dạ ráng chút xíu mà má. Ráng chút xíu ngồi xuôi cho nó vui. Dạ. Bây giờ bắt đầu ba tuyên bố. Dạ. Anh và em sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Dạ. Cho hai đứa nó làm đám cưới. Đồng ý chưa? Đồng ý. Con cảm ơn bác. Con cảm ơn ba. Mày ôm nó, mày ôm tao chi? Xa quá bác, từ từ chút xíu. Qua đây hàng đi con. Qua đây. Kỳ quá. Mày qua đây đi, tao qua bển. Trời ơi. Qua bển thì qua đây, chạy qua đây chi quỷ à. Chứ hai đứa mày vui, hai đứa tao buồn cho. Không có buồn đâu. Giờ ý ông sao? Áo màu xin. Vậy bây giờ tôi phóng qua. Thôi. Hù tao sợ muốn chết đứng tim luôn. Sao kỳ vậy? Hẹn em giờ nào mà giờ mới về? Ở trên đó vui lắm phải không? Vui gì mà vui. Xin lỗi mà. Định hù cho em vui vậy thôi. Tự nhiên hù vui. Hù tao sợ vui. Vậy em hù anh, có thương anh có vui không? Ừ, thử em hù là anh thương ơi. Hù. Sao vậy? Hù người ta muốn đứng tim luôn à. Mệt quá, ghẹo em mày. Tại vì lâu quá mới gặp em á, nhớ em nên nó muốn gọi em. Ôi, vậy thôi. Đừng có xạo. Thiệt mà. Nhớ em mà đem đợi em chờ. Ôi chứ này cứ đợi anh chờ anh hoài, không thấy anh về thăm em gì hết. Em không biết gì hết á. Tại công việc của anh mới xong chứ bộ. Lê nè, đối với tôi á, ở nơi này là vui nhất, chỗ này là đẹp nhất. Mỗi ngày tôi được gặp Lê, được trò chuyện, được nói chuyện với Lê, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Ủa cái này quen này nè. À, ủa cái gì với anh? Cái này là chuyện tình Lan và Điệp, mà anh là Hiệp, em là Lê, chứ không phải là Lan. Anh là Hiệp, chứ không phải là Điệp.
Trời ơi anh, người đó Lan với Điệp, còn em là Lê Hiệp. Anh muốn tụi mình hả? Có thúc chuyện tình như Lan và Điệp hả? Thôi, tại em thấy lâu quá không gặp em nên gọi em cho vui vậy đó mà. Về rồi có mua quà cáp gì cho nhà không? Có cho không? Anh xin lỗi nha. Tại vì anh làm miết à, đến ngày hôm nay mới được nghỉ luôn á. Với lại còn phải đi đồng vòng mua quà cho má rồi mấy đứa cháu nữa. Vậy hả? Ừ, mua quà vậy về cho gia đình vui vẻ, dù sao cũng gần Tết nhất rồi mà ha. Anh có mua quà cho em nữa. Mua quà cho em nữa hả? Ừ. Thôi mà mua một chi, mua một chi cho tốn kém. Đi làm không có tiền còn mua nữa. Tốn kém gì mà tốn kém? Đối với em á, anh mua quà cho em không có một cái gì là tốn kém hết. Cho dù mắc cỡ mấy cũng không tốn kém hết á, biết không? Vậy hả? Ừ. Mà em thấy nó cũng còn mới lắm mà. Anh mua một chi? Mới gì mà mới? Một năm trời mà mới gì em? Mà em thấy cũng đâu có cần thiết đâu, mua một chi? Cần chứ sao không cần em. Nè, ngày mai á đã là mùng 1 Tết rồi, anh với em còn phải đi lòng vòng chúc Tết bà con dòng họ và ghé nhà thăm bạn bè nữa chứ, đúng không? Anh nhìn vậy mà chu đáo quá. Anh nói nghe nè, bây giờ em nhắm mắt lại đi. Thôi, người ta biết quà tặng gì, nhắm mắt lại chứ. Nhắm lại đi mà, tại vì anh coi trong phim á, thường thường á là kêu nhắm mắt lại nè. Ừ. Cái anh đặt quà lên tay em. Ừ. Cái em mở mắt ra. Ừ. Em thấy quà của anh tặng. Ừ. Em sung sướng, em chồm lên em ôm anh gì đó, lãng mạn lắm á. Cái đó là người ta chưa có biết quà là gì người ta mới ôm. Để em biết anh tặng em gì rồi, còn mà đặt ôm nữa. Thôi nhắm mắt lại đi mà. Thôi biết rồi, muốn người ta ôm đi. Chứ gì. Thì nhắm. Chia tay đó. Quà nhắm mà. Em thích lắm. 2, 3, mở mắt ra. Lãng mạn không? Cái gì vậy? Ủa, sao em tưởng tặng gì cho nó lì xì? Lãng mạn gì, lãng nhách gì đó. Chứ cô nghĩ nó tặng cô gì? Hả? Thôi, con chào bác. Dạ, má. Về nhà không vô nhà? Đứng đây hẹn hò làm gì? Đi vô nhà. Má à. Má, con nói nghe nè. Sao lần nào má gặp Lê má cũng la hết vậy? Dù gì Lê cũng là bạn gái con mà má. Bây giờ vậy, tao không ưa cha nó, tao gặp nó tao ghét luôn, được không? Má... Đi vô nhà, nhanh lên. Ờ, bác ơi, con đâu có làm gì đâu. Dù sao đó là cũng là chuyện của bác với ba con. Con đâu có liên quan gì đâu. Dạ đúng rồi, chuyện đó là chuyện của người lớn mà má. Còn cái này là chuyện... Bác cũng nói với con là chuyện của con với con trai bác không có dính dáng gì hết. Nhưng mà hai đứa quen nhau là dính dáng tới chuyện của bác với người lớn, được không? Đúng. Không ưa ổng được. Đúng vậy. Chuyện hai đứa nhỏ sẽ liên quan tới người lớn. Đúng. Dạ con chào bác. Khỏi chào. Còn bà nữa. Cái gì? Bà làm như con trai bà ngon lắm hay sao vậy? Xin lỗi bà nha. Con gái tôi nè. Thấy không? Biết bao nhiêu đứa nó theo rồi mà tôi còn không thèm đó. Đừng nói con trai của bà độc quyền. Đó con thấy không? Tao ghét. Tao ghét bà, tao nói vậy được không? Mày đi về. Đi về. Ông cũng đâu có ưa má đâu. Mắc gì nó phải ưa ông? Mắc gì con phải ưa nó? Đi về. Gì vậy? Hả, qua nhà tôi tự nhiên cái nói vậy, đi về á hả? Ông đứng rồi đó. Má. Má cái gì? Chỉ giờ còn chuyện tình cảm tôi con má tính làm sao má? Tính làm sao là tính làm sao? Giờ không được quen nhau nữa chứ tính làm sao? Con nghĩ đi. Con lấy nó về để cho nó lông nhông suốt ngày hả? Ủa má nói vậy làm sao má? Trời ơi, nói vậy làm sao? Con của ông tuổi gì? Tuổi ngọ. Ừ, ngọ là con ngựa đúng không? Con cưới nó về để nó chạy lông nhông như con ngựa á hả? Ê. Gì? Bà nói chuyện giữ lời nghe. Giữ lời gì? Bà nói hỏi nó tuổi con ngựa, tôi nói tôi con ngựa. Bà nói nó ngựa có chuyện mà ngang. Vậy chuyện là sao vậy? Tôi giải thích với con tôi, mắc gì ông xỉa vô làm chi vậy? Má, xỉa cho được. Con xin má là bắt tới. Không có thâu cái gì hết. Đừng có gây lộn nữa má. Con nói má nghe nè, con thương ai thì con yêu người đó thôi chứ má có quan trọng chi tuổi tác vậy má? Nhưng mà con phải nghe lời má. Sao tao nói tí ngọ mẹo dậu, đúng không? Bây giờ nó tuổi con gì? Con ngựa. À, nó cao vậy nè. Rồi con tuổi con mèo, thấp xuống gì? Hai đứa chạy xong đôi chạy chút lỡ con nó tấn qua cái nó đạp con lòi phèo sao? Đúng con không? Mệt nó má. Ba cái chuyện đó, thời buổi này mà má còn quan niệm ba chuyện đó nữa. Má thích quan niệm được không? Bây giờ không có cưới nó, không có lấy nó, không có yêu nó là được rồi. Đi vô nhà, nhanh lên. Cười gì? Người ta chân đá, người ta chân đào cũng lấy mai ra chân à? Cái chuyện đó là chuyện của tôi. Cái chuyện của tôi, mai đào được diễn bà mà mai là chuyện của tôi. Nhưng mà tôi thấy đào tôi đẹp hơn mai, được không? Tôi thấy tôi mai tôi đẹp. Má là bắt tí tối ngày cứ gây lộn vậy hoài à. Kệ má, má thích vậy á. Má ghét mà, xưa đối xử má tệ bạc quá nè. Má mà cứ như vậy á,
con lên Sài Gòn ở luôn, con không thèm ở đây ăn Tết với má đâu. Ê, ủa cái gì vậy? Hiệp, Hiệp. Ai Tết năm nay có một cái gia đình buồn. Tại sao buồn? Tại không biết mình ăn ở làm sao, tánh tình mình sao mà con nó chịu không nổi, nó bỏ lên Sài Gòn. Bỏ một mình cô đơn với cành đào lạnh lẽo. Tết nay tôi ăn Tết tôi không hề buồn. Bởi vì tôi không hề có một đứa con gái qua nhà tôi chơi. Tôi vui quá à. Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Cái gì? Cái gì? Không thèm kẹo mứt hả? Cứ dễ hả? Cười khi dễ hả? Xin lỗi nha. Xin lỗi ở đó nha. Đây là một cây văn nghệ nha. Cây văn nghệ của hội phụ lão nha. Đừng có cười. Cho biết nha, không phải nổ nha. Từ mùng 1 tới mùng 10 là đi hát mệt nghỉ luôn. Tết nay em không thèm kẹo. Ôi đừng có hát nữa. Vậy là tôi biết ông không thèm rồi. Có thèm cũng đâu có được, đúng không? Sao không được? Ăn kẹo mứt đâu có được đâu thèm. Răng nó rung lơ hết rồi. Mình cắn vô nó rụng sao? Nó súng. Cái gió nó thổi vô đau bụng. Khùng hả? Tự nhiên nó đứng cười tưng tưng nó giống khùng điên không? Nói nghe nè cưng. Ấy không ăn kẹo mứt được. Chỉ cho món ăn nè. Ăn gì? Hột dưa. Ăn cho nó có mùa xuân. Sáng cái mình bài nguyên dĩa ra cái ngồi, mình lấy cái cây á để nghiêng và đập cái bạc, lấy hộp ra để một bên. Ngày làm ít nóng cũng được 3 hộp chứ bộ ít sao, đúng không? Cười giống khùng hả? Khùng gì? Khùng điên hay sao tự nhiên đứng cười. Cười nhưng mà tôi vậy đó. Ai kia lo cái phận ai kia đi. Ai lo gì? Tôi là răng tôi đều đẹp. Răng đều, có chừng đó nghe. Ở giao thừa năm nay có người người ta lo trái cây nè, người ta lo bông hoa, người ta cúng là có người thì ôm chai dầu gió kè kè. Ủa mắc gì mà ôm dầu gió trời. Đau bụng. Sao đau bụng? Răng ta đều mà, răng ta đều ra đủ mà làm gì đâu, đau bụng đúng, đó vô. Đúng, răng đều mà răng giả. Răng giả rồi cái tháo ra cái đánh cái lạc mất cái gió thổi vô cái đau bụng, cầm chai dầu gió sức bụng. Quý già quá nhà, chà chọc quế tôi vậy hả? Tôi lấy ra chổi tôi đuổi vậy bây giờ làm gì cái chổi làm gì ghê dữ vậy ôi chưa thần thấy ai mà đi ra đường mà mặc đồ kỳ cục và nghe Tết nhất rồi mặc đồ ra đường mấy đứa nhỏ nó ê trời ơi ban ngày mà áo bà này mở đèn. bây giờ tôi cảm thấy là lứa tuổi của tôi hợp với màu sắc như vậy thì tôi mặc như vậy được không? Em sao? Như cô gái hái còn xuân trong trăng thơ ngày không vướng bụi trần. Hợp quá, bài này hợp quá đúng không? Ông còn khen tôi hợp không? Tôi rất là hợp đúng không? Nhưng mà không hợp với bà. Hợp với tôi nè. Ủa? Hợp với câu tôi sắp nói nè. Câu gì? Nhờ có câu này tôi mới nói. Câu gì? Bà còn xuân nữa. Bà hồi xuân chứ còn xuân cái gì nữa. Bà là con khỉ em như con khỉ già hồi xuân. Quý già. Trời ơi, con gái người ta còn trẻ mới là còn xuân. Còn bà sắp xuống lộ rồi. Trời ơi, tính cho bà quá chậm tôi vậy. Quý già đi về không? Về cho tôi đón giao thừa không ấy. Cái gì bà làm gì dữ vậy? Làm gì tự nhiên đón giao thừa ai không đón? Tự nhiên bà nói chuyện với tôi thì tôi mới nói chuyện với bà. Chứ một mình tôi đứng đây, một mình tôi nói chuyện với ai? Đúng không? Hiệp ơi! Con người ăn nó đi về Sài Gòn rồi, khỏi kêu. Còn lắm. Nó này, nó còn. Con ăn hiếp má kìa, thấy thưa chưa? Má con đi. Thưa ba con đi. Đi con. Ừ. Con đi đâu vậy? Dạ con lên Sài Gòn chứ ở đây làm gì? Trời ba ơi. Má, ba ấy là bác tí tối ngày cứ gây lộn hoài à, không có vui vẻ gì hết á. Đúng rồi, ta thấy đúng đó. Đi đi con. Để cho cái người ta khó tánh quá, cho người ta gặm nhắm cái nỗi cô đơn của người ta. Đi đến, đi. Đến. Được không? Quấy rối gia đình ta. Con ba, má chuẩn bị mai vàng gì, má chuẩn bị bông đào rồi. Để đón Tết con đi, đâu còn mùa xuân nữa đâu má đón hả? Ủa mà trở qua đây nữa làm chi? Con cũng đi luôn. Giờ con đi kiếm cái hang cái hốc nào con chui vô để qua ăn Tết mình. Chứ ở nhà cứ nghe ba với bác cãi nhau hoài sao mà chịu nổi. Năm hết Tết đến, nhà nhà ai cũng vui vẻ hết á. Chỉ có mình nhà mình là nhà bác tí là hai bên cứ gây lộn tối ngày à. Đúng rồi đó ba. Tại ổng trước. Tại ổng qua ổng kiếm chuyện má. Đây nhà của mình ổng qua ổng kiếm chuyện với má đâu có muốn vậy đâu. Tại gì? Tại bà chứ tại gì? Tại bà gây gỗ cho tôi qua tôi chỉ kêu con gái tôi về thôi. Tự bà xài xể tôi phải nói lại chứ. Thì ông cũng nói tôi răng giả chứ bộ. Chuyện đó chuyện của tôi với bà. Hai đứa nhỏ. Đúng rồi ba, chuyện người lớn mà tự nhiên lôi tụi con vô làm chi. Rồi tự nhiên tụi con đã có làm gì đâu rồi thù ghét con. Không, thôi con được rồi, con thương nó phải không?
Thì dạ. Có, thì thôi ở nhà ăn Tết đi. Mà má hứa má không có gây với ông quỷ già này nữa. Má nhớ má hứa rồi nha má. Má không gây lộn với bác Tý nữa. Dạ. Vậy con ở nhà ăn Tết với má. Nhưng mà con bận chuyện cũng buồn quá má ơi. Buồn chuyện gì nữa? Vậy là được rồi. Má với là bác Tý không gây lộn nữa, nhưng mà còn chuyện kia quan trọng hơn nữa. Chuyện gì con? Má không cho con quen với là Lê. Cái gì vậy? Hả? Ai? Ai mới nói là không cho quen với con này? Ai nói ai cấm con không được quen với con này? Ai? Ông đúng không? Bà bớt tưng được không? Dạ. Bà cứ tưng như vậy hoài làm sao nói chuyện với nhau được? Dạ. Nói chuyện với nhau, người lớn rồi cái gì phải là đầm thắm chút, phải không? Hiền dịu chút thì mới có thể nói chuyện lâu dài được. Cái gì bà cũng tưng, cái gì bà cũng la hết trơn rồi làm sao không có chuyện? Thì nó mới vừa nói ai cấm nó kìa. Thì bà hỏi nhẹ nhàng. Bà hỏi nhẹ nhàng rồi người ta trả lời nhẹ nhàng với bà. Thấy không? Bớt bớt nóng đi. Đừng có nóng tính quá lớn rồi. Phải không? Đó, bây giờ tôi không có cấm cản. Tôi không có cấm cản tụi nó đến với nhau. Ủa? Nhưng mà tại nguyên do là bà. Bà có nhớ bà nói gì không? Cái tuổi tụi nó kỵ nhau. Thấy không? Vấn đề đó xưa rồi. Thấy không? Đúng rồi. Vậy tôi cũng nói xưa mà. Tôi đâu có nói gì đâu. Nếu bà ý thức vậy là tốt. Phải không? Vậy là tốt rồi. Ủa, thì vậy, cứ vậy? Cho tụi nó đến với nhau chứ sao? Anh Tý chịu hả? Tại sao không chịu sao được? Bây giờ tụi nó yêu nhau một cách trong sáng thì mình phải tạo điều kiện chứ. Tụi nó có cái gì sai trái đâu. Lớn lên á là phải yêu nhau rồi phải có vợ có chồng. Cái đó là cái luật thiên nhiên rồi, đúng không? Đúng rồi, tụi nó không có sai. Anh với em sai nè. Đó, bà biết vậy là được rồi. Ủa sao tôi là tại vì hồi xưa giờ tôi với bà cứ cắn đắng với nhau hoài. Phải không? Người ta thường nói là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Cái câu này bây giờ tôi thấy có ý nghĩa nè. Vậy là để tôi nói cho bà nghe nè. Bây giờ thằng Hiệp, con của bà, thương con Lê, con gái tôi phải không? Thằng Hiệp thương con Lê thì mình phải đáp lại cái tình của nó. Thằng Hiệp thương con tôi, anh Tý tính sao? Thì tôi phải thương bà. Bà mắc cỡ dễ thương ghê. Thôi hai đứa tụi bay nói chuyện với nhau nha, vui vẻ nhau nha, để tao vô tao chọc bà bánh nữa. Em như cô gái hãy còn xuân xuân ơi. Mày má anh dễ thương quá Anh ơi, vậy là xuân này mình được gần nhau, xuân yêu thương. Tụi mình được thân nhé, mà đến với nhau mình thành cô bạn. Đúng là ông bà mình có cái câu cũng hay, đừng níu thời gian cho dương sầu thêm mang. Tình ơi, cái mục này nó y chang như là cái mục mới than thân trách phận thôi đó, mà ông trời cảm thương cho sắc đẹp của mình rồi đó. Tình ơi, lúc đó cái mục này đó nha, nó như cái tàn nhang chút xíu vậy đó. Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, qua tuổi trung niên, một ngày nhìn gương, phát hiện, ôi trời ơi, thành ve chó. Trời ơi, sao mà nhan sắc gì xuống cấp như chung cư vậy trời. Mà ve yeah, mà ve yeah, cũng độc quyền nữa. Còn có đuôi nữa chứ trời, có đuôi nữa trời ơi. Sao giống quỷ vậy trời. Tao dùng miếng nước coi, khát nước quá vợ. Nước. Chồng lấy đi, em đang trang điểm mà. Tôi bận soi ve, yeah, không rảnh. Làm ông lấy. Soi gì soi hoài, nhỏ rồi soi riết nó bự chảng lên. Ngưng trang điểm lấy nước cho chồng uống được không? Không bao giờ nghe. Vậy mới đáng yêu không? Nè, tôi vừa than thân trách phận thôi, trời mưa rồi, trời rầm rồi đó. Cô liệu hồn cô đó. Dạ em mời mình uống nước. Cảm ơn. Trà gì pha đậm lè. Biết tôi nóng trong người, uống trà đậm nhiều quá ve nở hậu nó bự thêm. Mốt từ con ve thành nguyên một bú. Tự nhiên trời ơi, người đàn ông có cục bú mắt giống quỷ lắm mà. Trời ơi, không có chuyện đó đâu. Tối ngày nằm nhà suy diễn không à. Đã nói nhiều cũng tuôn mồ hôi nè. Nhìn gương thấy mồ hôi tuôn nữa. Lấy miếng khăn giấy ra, chậm mồ hôi.
Thì chồng lấy giùm em đi, em trời ơi, tôi bận xôi che. Xôi gì chứ xôi hoài vậy? Tôi biết ngăn chặn từ từ để một ngày đó từ con vẽ thành cái con bú, hiểu không? Lấy giùm coi. Xá dở, xá gì? Mặt lạ luôn, không chăm tâm hay sao á? Mệt mỏi ghê vậy đó. Chồng gì đâu, cứ ngồi nhà biết sai không à. Cô sẽ buồn cười cô quá. Không bao giờ cô được. Nói tới có mặt bụ cho bụ à. Đẹp rồi. Vô sửa sạn đi đi. Thấy được lắm rồi. Tức ói máu nha. Vợ con nó hoài không có được. Không bao giờ biết nghe lời. Sao một rùi này thấy nó chướng chướng sao trời. Ta gọi là một rùi trương phu trích lệ, nó khổ lắm. Bữa nào không có bả ở nhà, mình gom mớ tiền ra thẩm mỹ viện giải phẫu thẩm mỹ. Vậy giờ em mặc đồ như vậy thấy được không mình? À, em đi tiệc cưới. Làm ơn. Thôi làm ơn. Ăn tiệc cưới, ăn tiệc xong là người ta lấy em ra ăn la xét luôn hả? Gì đâu, em đâu đem gì biếu tặng cho người ta ăn đâu. Trời đất ơi, trái cây đồ nè. Trời ơi. Tự nhiên rồi cái là chào mời vậy. Lấy quần mặc vô tôi. Hở ham vậy? Tự nhiên cái váy này chồng thêm cái quần nữa sao được? Vậy thấy được là được rồi. Cô là vợ ai? Nhưng không có cam tâm hay sao á. Nói chứ bây giờ á, để ra đường vậy, rồi ăn tiệc xong món tráng miệng, rồi tự nhiên lấy bả ra ăn tráng miệng là được, coi chịu nổi không? Quên, trà đậm uống hoài vậy. Uống một rùi nở hậu còn chết nữa. Hay thiệt là vợ con nói không bao giờ. Nhà mới giặt đồ không còn cái đồ nào hết trơn á, mặc như vậy kỳ cục dễ sợ luôn á. Vậy cũng đỡ đi, nó che chắn rồi cũng đỡ. Che gì che gì được không? Được, mình được, được. Trời đất ơi, em làm cái gì vậy? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Sao mà trời ơi, trời đất ơi, sao mà giống như cái bản viết bài vậy nè trời? Em ơi, ra đường mặc vậy chứ trời. Vậy chứ giờ sao? Trời em ơi, làm ơn lấy cái áo mưa trùm lại liền giùm anh. Trời em lại chồng, đi ăn tiệc mặc áo mưa rồi ăn uống gì nữa? Sẵn công đâu ba chuyện luôn, vừa ra đường đang trời mưa nè, trùm áo mưa vô mặt vậy luôn. Thôi đi. Như cô không á, làm cách nào để bà che chắn lại cái bảng này nó ha. Thì làm ơn ở nhà không ra đường, hiểu chưa? Nói không bao giờ biết nghe. Vợ con vậy có được không? Bọn đàn ông giờ nó dễ sợ lắm. Thấy cái lạ như quạ vào chuồng lợn à. Nhìn nó ngó, rồi nó sờ nó mó chưa kể nữa. Rồi nó lấy máy chụp hình này, nó chụp xong nó đưa lên mạng. Thấy chết tôi không? Không bao giờ biết nghe, vợ con vậy đó. Nói là cãi. Minh. Đó. Đeo khăn hoàng nghe được không? Đó, như khăn đó, nó choàng lại che nè, đó. Đó. Vậy đi. Đó, vậy nè. Đó, vậy đó. Vậy đó, rồi chùm lại, thấy mặt mình sao hiểu không? Trời ơi, em đi ăn tiệc cưới mà. Nhìn đi, tự nhiên kêu em chồm vậy sao được? Mình bởi vì mình quá đáng. Nhưng mà ra đường trai đó nhìn em rồi sao? Trời, em là gái có chồng có con rồi, không ai thèm nghía tới đâu. Nè, anh nói cho em biết nha, vợ là con nguội của chồng, nhưng mà đặc sản của thằng hàng xóm, hiểu chưa? Cẩn thận chứ. Vợ mà coi như đồ ăn hoài à, mệt à. Thấy thiếu gì nữa? Được rồi, thiếu gì nữa? Hai cái nơ đâu? Cái nơ mà tôi mua lúc mới quen nhau tặng hai cái nơ đâu? Nói lại đâu phải kẹp hai cái nơ lên đầu để lúc nào cũng nhớ tới chồng, hai cái nơ bỏ đâu? Em lại mình đừng có nói với em là bây giờ mình kêu em cột hai cái nơ lên nha. Dạ em cũng xin nói với mình, một lần em cột thôi. Mình biết không, chung quanh đây con nít nó quay quanh theo em quá trời luôn đó mình. Trời đất ơi, con ai dễ thương vậy? Nó ngưỡng mộ em phải không? Không có đâu, nó buông quanh, nó nói trời ơi bà khung kia, trời ơi bà khung kia, nhìn kìa. Con ai mất dạy vậy? Nó chung quanh đây hết, nít xóm này hết á. Bây giờ đứa nào không nói nhiều với em nè, bây giờ nè, làm ơn. Thôi mà em xin mình mà. Không có xin sợ, tôi nói em bao nhiêu lần rồi. Bây giờ cái này em phải kẹp lên cho trời tôi. Trời ơi, đồ đạc như vậy bây giờ. Ra đường em, vậy đi. Anh uống em vậy, ra đường vậy nè. Không có xin, bây giờ em phải kẹp lên cái nơ cho anh. Bây giờ không kẹp thì buộc lên cho anh. Mệt quá đi, tự nhiên cuộc gì lên. Nó lên tôi tự làm cho nó, mệt quá đi. Nói không bao giờ nghe, nói là cãi chồng là sao vậy? Khi tôi cột. Nếu khó xử quá thì ở nhà. Cột chứ gì, ừ. Khó xử thì ở nhà, khỏi đi nữa. Rồi vậy xong. Được chưa? Vừa lòng chưa? Vậy đó. Vừa lòng chưa? Soi gương đi, nhìn đi. Đó, vợ ông đó, ông thấy đẹp không? Đẹp. Được không? Nhìn thấy chèm chè thập cẩm rồi. Thích vậy. Tôi không đi đám cưới. Ok, ở nhà mừng thế thôi. Vậy để anh soi rùi tiếp nha. Hiện bản hết trơn rồi. Anh đưa em đi.
Xin lỗi, hôm nay là một ngày rất là quan trọng đối với chồng. Trời ơi, đưa em đi đi mà, bây giờ trễ lắm rồi. Tôi không có lãnh. Giờ tự đi đi, giờ mắc cười gì cũng sai chồng là sao vậy? Hành hạ chồng là sao vậy? Được. Tôi còn yên tĩnh, tôi còn xả chết, tôi ngủ được không? Tôi ngủ được không? Tôi nghỉ ngơi, tôi gái, tôi ngủ được không? Rồi ngủ đi ha. À, vợ ơi. Vợ đâu vợ ơi? Trời, nói vậy đi hả trời? Alo, anh hả? Sao anh đang đâu đó? Trời ơi, anh đang Nha Trang hả? Anh về đưa em đi đám cưới được không vậy? Được hả anh? Trời, anh về liền, ba về liền phải không? Dạ, cảm ơn anh nha. Lo trái nhà lời mặt chuột chứ không? Có bạn không nhờ bạn, sai chồng cho vừa lòng hả? Bạn nhờ bạn đi, bạn thích đất thương đúng không? Từng nghe nói Nha Trang là ba về liền. Vậy nhớ đi, sai chồng hoài, tuần lễ nghỉ có ngày cũng khó khăn nữa. Mệt ghê à. Ê, tưng tưng. Trời ơi. Ai lấy tiền rác kìa, ra đưa tiền rác cho anh ta. Anh. My darling. Honey. Đang phải rạp chiếu phim Nụ Hôn Của Thần Chết ha. Ôi ha. Anh, trời ơi, anh mới bay về tới luôn hả? Em đâu có ngờ là anh bay về nhanh dữ vậy đó. Em vừa khô cái anh chạy về liền luôn á, vội vã. Ai đây, sao vô nhà vẫn nhờ, chơi vậy nè, ai đây? Dạ, cháu chào bác. Bác khỏe không bác? Bác nào hả? Bác nào? Ba em hả? Dạ không, em xin giới thiệu, đây là chồng em. Chồng em? Dạ. Trời ơi, dù đuôi cũng thấy mờ mờ, sao vậy? Sao chồng em già quá vậy? Ê, hình như là anh nói chuyện mà anh không có ngậm cờ nó nè. Nói chuyện mà nó lạc lẽo mà nó vô duyên dễ sợ là sao vậy? Nghĩ sao nó tôi là già là sao? Thông cảm đi, tại vì chồng em ở trong nhà không anh, thiếu ánh sáng á. Đó, thành ra giống như héo rồi, bị héo đó anh. Em biết sao không? Dạ. Dân gian có câu, vô duyên lấy phải chồng già. Nửa đêm thức giấc, giật mình gọi ông. Em đánh chánh, có duyên lấy được chồng già, ăn xôi bỏ gói, ăn gà bỏ xương. Ở đâu vậy? Ở đâu vô xài xẻ rồi vậy? Rồi dẫn mặt, anh coi tôi là ai vậy? Em à. Anh coi là ai vậy? Anh coi là ai vậy? Thôi. Chồng ơi, em nói cho chồng nghe, chồng phải biết lượng sức. Đây là có vỏ ha. Mới hôm kia kìa, có một cái thằng kia nó chửi vô mặt ổng, ổng đá cái viên văng vô đầu, cái đầu nó quay vòng tròn luôn, nằm ở bên viện Chợ Rẫy á. Đó. Ủa? Có hả? Có hả? Em à. Dạ. Chồng em á hả? Dạ. Ôi chao, ăn mặc sao dị dạng quá vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Bắt em thì giống theo luôn đó anh đây. Trời ơi, nhìn em, chồng em không có thấy giống ông già. Hồi nãy anh nói sai, chồng em giống như là con là nít gì? Mà sống lâu năm nó thành tinh. Ôi trời đất ơi, tức quá trời đất ơi, tôi đập đổ ghê mà. Có vỏ. Sao anh nói tiếp đi, tôi làm sao vậy? Trời ơi, quần á thì quần lửng. Áo thì áo thêu. Hả? Thích ăn chè đậu đen lắm hả? Sao vậy? Sao gắn ở trên mặt chi vậy? Dạ đây là cái đúc rồi của em. Tiết lộ với anh là tôi sinh ra giống như với Phụng một cặp vậy á. Ông trời ông định tôi là Long, đây là Phụng. Long Phụng à? Giò chả Long Phụng đó mà. Trời xanh một cặp á, tên đẹp, Long Phụng xứng đôi như kim trước vậy đó. Tôi tự giới thiệu, tôi tên Rùa. Ủa sao tên mình nghe nó hèn trời, người ta Long Phụng nó sang trọng qua mình cái đuối liền á. Nhưng mà Rùa là một trong những tứ linh, hiểu chưa nha. Mà anh công nhận tôi với Phụng hai người xứng không? Xứng quá chứ, trời cao quá trời, đẹp quá trời đẹp. Tôi với bà lấy nhau giống như bông hoa lai mà nó hiểu ha. Tôi có thể là tôi không cao như người khác phải ngước nhìn thế thôi ha. Vậy đi ha. Ngước nhìn anh là phải rồi, anh dị hợm quá mà. Anh, tôi thấy anh không giống người, thấy anh giống như một con quỷ vậy. Ê, anh vừa phải nha, tôi hết chịu nổi nha, bây giờ tôi tin vỏ, không? Có vợ. Anh nghĩ sao vậy? Vợ anh đẹp đẽ vậy, đi ăn tiệc mà anh bắt ăn mặc nơ nè, đồ đạc nè, giống như một bà khùng ngoài đường vậy. Anh chèn ép vợ anh vừa phải thôi chứ. Ê, vợ tôi phải vợ anh nha, anh đừng có vừa phải nha, tôi tin không? Im! Cắt cái họng ông nói nhiều vậy. Sức người có hạn, bây giờ em viết đơn ly dị, bắt anh ta ký ngay lập tức. Trời ơi, ép tôi, trời ơi, ép tôi, trời. Trời ơi, chết tôi rồi. Không thể sống dưới cái sự áp bức của anh ta được. Viết ngay. Em viết sẵn rồi, ký đi. Thôi, đừng đóng kịch, mệt mỏi lắm. Cô mà bỏ được mới lạ, tôi nói cô biết. Tôi không đẹp mà tôi đọc đó. Trời ơi, tính tôi vậy đó,
Đừng khè tôi. Dạ em biết anh đọc cho nên em cũng sợ lắm. Nên em mới nhờ anh là ký giùm em đi, em viết sẵn hết rồi. Cái gì? Đơn xin ly dị? Cô vẫn chơi hoài. Sao có dám ký không? Hử? Em nói thiệt, em hết chịu nổi rồi. Em ly dị anh ta, anh đưa em về bển. Với nhan sắc của em như vậy, em phải xứng đáng được lên xe xuống ngựa, đi đâu cũng có người chiều chuộng nâng niu. Chứ tại sao em phải sống với một người chồng vừa xấu, vừa già, dị hợm, ích kỷ. Vợ. Ủa, cái này nó chơi thiệt, cái này tóm lại là chơi thiệt. Nó giỡn hay nó giỡn hay nó chơi vậy? Nói thiệt, em thiệt, nói thiệt với mình là em hết chịu nổi rồi. Mình ơi, mình coi em đây nè. Mình mà... coi đi, có ai mà con người mà mặc đồ như vậy không? Mình coi lại đi. Thôi mà chồng lỡ mà, chồng đâu có ý gì đâu. Lỡ cái gì mà lỡ, bao nhiêu năm sống chung rồi em đã nói hoài mà mình cũng không có hề thay đổi nữa. Không nói nhiều, anh ký đơn ly dị nhanh lên. Em chán lắm rồi, mình ký giùm em đi. Ký đi. Mình ký đi. Anh không có vợ, anh sống làm sao? Trời ơi, anh từng nói với tôi mà, buông tôi ra, hàng tá con gái đang đứng đợi ông mà. Nổ thôi. Nổ gì nổ? Đâu có con nào mà dám lấy anh, có con này liều mạng nè. Thì đó, nên giờ nó mới bị khùng vậy nè. Thôi mà, anh xin lỗi mà. Thiệt á, không có vợ á, chồng khổ lắm. Nào giờ chỉ biết đi làm thôi, mọi thứ gia đình vợ đều quán xuyến hết trơn hết trọi đó. Rồi á, không có vợ giống như là không có má vậy đó. Giống như cây không có nước vậy, giống như bánh nước không có nước mắm vậy. Thôi, nói nhiều quá, đừng có nghe vợ, lời. Đừng bỏ chồng lấy thằng này nha vợ. Thôi, gì lấy ảnh. Nói với anh luôn á, thật ra ảnh là con của bác Tư ở nước ngoài về á, biết cái chuyện của em với anh á, ảnh cũng bực mình. Nên á, đem cái dựng cái chuyện này ra nè, để cho anh hiểu vấn đề. Bây giờ anh hiểu chưa? Anh hiểu rồi, anh biết rồi, anh thương vợ hơn, anh không dám vậy hết đâu. Bây giờ sao? Hứa anh Hoàng Lương. Biết anh là ai chưa? Biết rồi, anh là bà con, không phải bồ bịch. Anh á, ở nước ngoài về, anh nghe phụ nó tâm sự về hoàn cảnh của nó, mà anh đâu có tin đâu. Hôm nay anh tới đây anh thấy thiệt là bức xúc quá rồi. Anh nói thiệt chứ rùa nha, em mà cứ về hoài hả, anh chỉ cần gọi một tiếng thôi, bạn bè anh nước ngoài về toàn đẹp trai, giàu có, giám đốc không à, nước phụng đi qua bển. Anh ơi, thôi em biết lỗi của em rồi, em không bao giờ đối xử tàn tệ vợ nữa đâu. Không ai đánh vợ dù chỉ một cành bông hồng. Biết nói vậy á, vợ đẹp mà phải biết nâng niu chiều chuộng. Dạ. Còn là dù dập vợ không à. Tại vì em hay ghen, em sợ người ta nhìn vợ em rồi cái mất màu. Em ghen bệnh, ghen quạng, ghen khùng, ghen đi. Em hứa không bao giờ em ghen nữa. Thôi, thương vợ rồi. Hơn. Thôi vợ thay đồ đi, rồi anh chở vợ em đi tới chỗ tiệc đi ha. Gì vậy? Hay quá ha. Thay đồ vô, chở Phụng đi ăn tiệc. Dạ. Rồi đợi chừng nào Phụng ăn xong chở về. Dạ, tuân lệnh bà xã. Ê cha, tự nhiên sao mồ hôi nó tuôn nữa. Vợ lấy giùm chồng cái khăn. Chồng tự lấy giấy được rồi. Vậy phải dễ thương à. Ý, có anh, em hên.